Đồng nghiệp của tôi đang ngồi thêm từng số 0 trước số điện thoại như thế này. Bằng cách thêm dấu phẩy đằng trước và số 0, cách này không sai nhưng nếu hàng trăm nhân sự thì cũng mất thời gian đó. Tôi chỉ cho bạn ấy cách làm nhanh theo hướng dẫn trong cuốn sách này nhé. Rất đơn giản, bạn làm như sau. Đầu tiên, bạn chọn vùng dữ liệu, sau đó bạn ấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl 1. Hộp thoại xuất hiện, tại đây bạn chọn Custom. Tại thai thì bạn sẽ gõ 10 số 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, và đây là kết quả. Toàn bộ số điện thoại đã được thêm số 0 đằng trước nhé. Bạn chỉ cách nhanh như thế này, đồng nghiệp không quý mới lạ đó. Đừng quên mua ngay cuốn sách này để thành thạo Excel và giải quyết công việc của bạn nhanh hơn nhé.